quá vậy. Giờ làm anh lên cây sao này các bạn. Cây sao này nằm cặp sát nhà luôn nha. Tàn nó nghiêng qua bên cái nhà này các bạn. Móng cái đọt ra qua. Đánh keo luôn nha. Kẹp dây hả?
Đây. Phải chưa mà, con cắt bên đây nó mà. Chưa. Chưa má luôn. Qua cái này nó cắt thảo luôn coi. Hết hồn. Cây này thì anh hạ xét các bạn, anh hạ xét dùng hoa lan nha. Mình cũng nhảy nhưng qua bên nhà các bạn, nhưng mà mình có phần trống mình kéo hoa lan qua đây. Khi nào anh lại anh cắt gốc mình quay cho bạn xem tiếp luôn nha.
phải cho nó kéo hơi hơi qua thôi chứ bị không cắt nó đâu kéo qua nổi. Bỏ điện là bỏ điện đây nè. Kéo nổi đâu á. Chân không dây qua kia nữa mới được. Không dây này là kéo nổi đâu. Dây này nhỏ quá. À, nó cột cũng lớn được. Đây này hồi hộp luôn mà. Tại nó nguyên cái tàn qua mấy nhà hết trơn. Đeo á, cột vô cái sao đeo á, đừng có kéo. Đeo á, đeo mình kỳ luôn á, nó lật hơn cái mình kéo. Ờ rút ba lan qua đó. Rồi rút đi. Rút qua đó. Rút đi ba lan đi. Nghỉ luôn đó. Thấy không? Tịch luôn. Rất là hồi hộp nha mà. Cây cây này quá trời nghiêng rồi. Nghiêng hết cái tàn qua bên cái mấy nhà này. Tiếp tục mình hạ luôn hai cây này luôn nha bạn. Giờ lỡ mình nhận bạn cho em nha. Đồ bạn thì kéo luôn, nó chém luôn nha.
luôn các bạn, ngay hướng luôn. Cây không lớn lắm nhưng mà khá là cao nha. Cây chắc cũng khoảng mười mấy hai chục mét thôi. Ra tới mình nhà luôn. Rồi, vậy là xong nha các bạn. Mình xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn các bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Ba cây nha các bạn. Ba cây này khá là cao. Có cây đẳng thì nó cây này khá lớn. Ở đây cũng còn nha. Còn đây mấy cây nhỏ nhỏ thì mình coi khỏi quay nha. Mấy cây này mình vẫn hạ xét nha. Anh Lậu mình vẫn còn trên đó các bạn. Một dây tới đâu là mình hạ tới đó nha. Rồi, mình xin kết thúc clip này đây nha. Bye bye các bạn.